Người với người gặp được nhau là nhờ duyên phận, nhưng muốn sống bền lâu phải dựa trên sự chân thành và tín nghĩa. Vay tiền vốn dĩ là một chuyện tế nhị và kín đáo. Chẳng ai muốn là người đi vay tiền để người khác nhìn mình là một kẻ khốn khó, và tự mình nhìn mình cũng giống một kẻ không có lòng tự trọng. Tỷ phú Lý Gia Thành từng nói, điều khó nhất là gì? Là vay tiền. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn. Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kỳ điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quý nhân của các quý nhân. Ngày nay, người như vậy không còn nhiều, nếu gặp được, nhất định bạn phải trân trọng. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải vì người ta lắm tiền, mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào bạn của ngày mai. Là một người nhận được sự giúp đỡ, chúng ta phải hiểu rằng thất tín chính là sự phá sản lớn nhất của đời người.